thì chưa đầy 20 năm nữa, Hà Nội sẽ đạt quy mô phát triển của một siêu thành phố. Việc quy hoạch phát triển 5 thành phố vệ tinh của sẽ giúp cho Hà Nội chuyển đổi mô hình phát triển hướng tâm, tập trung ở vùng nội đô sang mô hình hướng biên phát triển các khu vực ngoại vi, tạo điều kiện để mở rộng thành phố, giảm sức ép về dân số cũng như là kéo giảm sự tắc nghẽn đối với tất cả các hoạt động trong khu vực trung tâm. Với lợi thế diện tích thành phố được mở rộng, thì việc phát triển hướng biên trên nền tảng 5 thành phố vệ tinh sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong các lĩnh vực hạ tầng, giao thông, đô thị, bất động sản, v.v. Bên cạnh đó thì Hà Nội có thể xem xét để phát triển 5 thành phố vệ tinh theo hướng chuyên đề như thành phố khoa học, thành phố công nghệ cao, thành phố tài chính, thành phố dịch vụ. Các thành phố có sự kết nối với nhau cũng như khu vực trung tâm và qua đó có thể bổ sung, hỗ trợ nhau cùng phát triển.